Hà Nội Bike Shop, địa chỉ tin cậy cho mọi thứ bạn cần trên chiếc xe đạp. Truy cập hanoibike.net để được đặt hàng với giá tốt nhất. Hello, xin chào cả nhà. Đằng trước mọi người, đây là con Ricolau Peloton, một cái thương hiệu đến từ Đài Loan. Thương hiệu Ricolau thì anh em khá biết rồi, khá là nổi tiếng. Thì hôm nay em lương lên cho mọi người một cái deal khá là tốt luôn. Giá của hãng đang niêm yết là 10.990.000. Ngày hôm nay thì em lương còn có 3 con 3 màu sale cho anh em với giá sốc luôn. Với cái giá đang sale này thì em khẳng định với mọi người là không thể kiếm được ở trên thị trường một con xe đẹp touring cấu hình ngon như này và cái giá tốt như con này luôn. Con này thì đầu tiên nói về cái khung sườn, nó là khung nhôm dây đươm sườn là một này. Cái càng nó cũng là càng nhôm đúc liền khối này, rất là đẹp luôn. Cái này là điểm mạnh của nó và dáng này là dáng đua nhá. Đó, rất đẹp. Con này thì bộ chuyển động nó khá là cao và giá vô cùng tốt luôn. Thì anh em đang có nhu cầu mua touring thì không phải bỏ qua em này luôn. Con này được hãng nó trang bị tay đề số là Shimano Clarit R2000 tay bấm nhá. Tay bấm này liền phanh luôn của hãng Shimano nhá. Clarit luôn, đề là đề Shimano luôn. Phanh thì sử dụng phanh của Techo này. Vành bánh bản cao 3 phân đùi bạc đạn này. Đấy, lốp thì là lốp 2 màu này của Kenda này. Con này thì là đùi đĩa, sử dụng đùi đĩa 2 tầng nhá, 3450 nhá. Gạt đĩa Shimano Clarit R2000 này. Củ đề sau cũng Shimano Clarit R2000 này. Con này líp 8 tầng nhá. Líp 8 tầng này, líp to của nó là 32T nhá. Và xích sử dụng xích của KMC, đùm vành bánh đều là bạc đạn luôn. Màu thì rất là đẹp. Con này thì khung nhôm khung hóa này màu rất là đẹp. Đây là màu đằng trước mọi người, màu đỏ, người ra có màu vàng và màu xanh. Em lương thì có size M, size L và yên của nó thì siêu êm luôn. Con yên này của yên C-Royal, con yên này bao êm bao sồi cho mọi người. Thì anh em đi mua xe thì đơn giản thôi, chỉ cần nhìn cái cấu hình thôi. Thì cái cấu hình cao và thương hiệu có tiếng này mà xe đẹp này thì lấy đâu ra mà giá tốt, là anh em chốt ngay cho em. Trong cái phân khúc 8.5 triệu thì em khẳng định là anh em không kiếm được trên thị trường một con xe nào có đề Shimano Clarit R2000 ngon như con này luôn. Đó, thì anh em đang có nhu cầu mua xe thì còn chờ gì nữa, không alo cho em và ủng hộ em đường cho hết hàng nhá. Con này thì size của nó là đằng trước mọi người, đây size M thì các bác tầm 1m7 hơn 1m7 đi sẽ rất là đẹp. Đó, anh em đang nhu cầu mua xe ủng hộ em nhá. Cảm ơn mọi người.